Thì chưa. Hello, hôm nay con có được nghỉ không? Hello, alo Minh à, cô đây. Alo, cô có nghe thấy cô không? Can't hear you. You can't hear me? Okay. Alo, cô có nghe thấy cô không? Alo, con có nghe thấy cô nói không? Con có nghe thấy cô nói không? Minh ơi, con có nghe thấy cô không? Có ạ, tôi nghe thấy rồi. Rồi, ok. Chắc là vừa cái mic nó bị bé quá à? Hay như nào? Nó bị bé quá à con? Vâng. Ok. Rồi. Ok, thì hôm nay trời lạnh này con có được nghỉ không? Có được nghỉ ở nhà không? Con chỉ học buổi sáng thôi. À, vẫn buổi sáng vẫn phải đi học à? Chứ không được nghỉ à? Buổi sáng đi thi. À, sáng nay thi à? À, tại vì hôm nay cô tưởng là nhiệt độ dưới 10 độ là con phải được nghỉ cơ. Ok, thế là hôm nay đi học rất là mệt, rất là lạnh đúng không? Thế thì để gọi là sửa, gọi là khởi động bài ngày hôm nay mình cho đỡ cảm thấy là mệt mỏi buồn ngủ thì mình sẽ khởi động một trò chơi nhé. Ok, mình sẽ chơi. Con có đang dùng máy tính không? Alo, Minh ơi, con có đang dùng máy tính không? Dạ. Con có đang dùng máy tính không? Có. Ừ, thế thì hôm nay chúng mình sẽ khởi động cái bài ngày hôm nay bằng một trò chơi nhé. Cô sẽ gửi cho con một trò chơi ở đây. Sau đó con sẽ bấm vào cái link link này cho cô. Như bây giờ cô gửi qua cái tin nhắn đấy. Sau đó con sẽ bấm vào cái link này. Sau đó là con nhập tên con vào nhé. Con bấm vào cái link này. Con bấm vào cái link mà cô vừa gửi trên 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 Zoom, con có nhìn thấy không? Ừ, đấy con bấm vào cái link đó nhá. Sau đó là con nhập tên của con vào. Sau đó con bấm bắt đầu trò chơi. Đấy, chúng mình sẽ chơi trò chơi với nhau. Are you ready? Con đã đăng nhập vào chưa? Đợi tí ạ. Ừ, ok. Con có kết nối được không? Rồi cô ơi. Được rồi à? Con đã được chưa? Sao cô chưa thấy con nhỉ? Rồi cô ơi. Được rồi à? Thế nào cô vẫn chưa thấy Minh ở đây? Chắc có thể là đây đây đây. Chắc nó đang kết nối con vào rồi đúng không? Vào rồi, Cô con đã vào chơi rồi được. nhưng mà chưa ghi tên. À, chưa ghi tên, không phải ghi tên vào luôn đi.
Và sao cô đợi mãi không thấy con đâu? Con phải ghi tên vào thì xong rồi con bấm cái bấm bấm enter đấy, đấy thì mình mới mới chơi được. Ghi tên bất cứ cái tên gì con thích cũng được. Không cần nhất thiết phải đúng tên. Đấy. Đặt nickname cũng được. Ok chưa? Được rồi. Được rồi hả? Ta đang đọc. Đọc. Ơi. Được rồi Rồi hả? cô. Vào được rồi đúng không? Đặt tên rồi đúng không con? Con đặt tên Dạ. rồi. Con ấn enter chưa? Ấn enter chưa? Tôi bấm start rồi. Bấm start rồi đúng không? Vâng. Ok, rồi để cô xem nào. Sao chưa thấy? Nó đã hiện câu hỏi cho con. Chưa đúng. À đây rồi, Chưa. cô nhìn thấy con đây, cô nhìn thấy con được rồi. Bây giờ bắt đầu đây. Thôi, nhìn đếm nhá, đếm ngược nhá, bắt đầu chơi. Và chơi, con sẽ nhìn vào câu hỏi. À nhìn vào cái hình và chọn đáp án đúng. Easy đúng không? It's really easy, I guess. Music. Ok. Okay, so question number two. Cứ làm đi. Xem cô thấy điểm mình đang rất là cao đây. Có cả các cái gọi là các cái năng lực đấy nữa, mình còn có thể ấn vào cái activate này để kích hoạt nó đấy, kích hoạt các năng lực nữa.
we done our test today. Yes. Very good. Very Rất tốt. Con có thích cái trò chơi này không? Thích cái những cái bộ câu hỏi như này không? Yes. Vậy thì trong mỗi một buổi học chúng mình sẽ chơi khởi động bằng cái trò chơi này. Trên này có đồng ý không? Con có biết cách sử dụng những cái năng lực mà họ cho ở trong đấy không? Những kích hoạt những cái năng lực đấy không? Đấy, nếu mà họ cho những cái năng lực đấy nhá, con cứ ấn vào cái kích hoạt, cái chữ activate activate để đấy, nghĩa là kích hoạt đấy. Kích hoạt các năng lực đấy xong rồi nó sẽ cộng điểm, tích điểm các thứ cho con, rất là hay luôn. Được cái năng lực gì cô? Nó như kiểu là đóng băng thời gian nhưng mà vẫn được điểm, trọn vẹn điểm nhá. Rồi là được trả lời lại câu hỏi đã sai các thứ đấy mà vẫn có điểm đấy, các thứ đấy. Có những cái năng lực khá là hay. Khá là hay đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ thử check lại xem là chúng mình đã trả lời đúng những câu nào và những câu nào còn chưa đúng nhá. Rất tốt rồi. Đấy, hôm nay thấy Minh trả lời được rất là tốt này, rất là nhiều câu đúng này. Để mình lượt qua một lại các cái từ mới đấy nhá. Rồi chúng mình có thứ nhất đâu đây? Ok. Từ here. Câu cái này. That is what is this? What is this? Cái này là cái gì nhỉ? Quen thuộc quá rồi. That is Bathroom. very good. Bathroom. Rất tốt. What is this? What is this? Mirror. Very good. Mirror. Mirror. So, okay. Oh, sorry. Cô lại bấm vào trò chơi lần lần nữa rồi. Now, next. Cô có bị văng ra rồi. Ơi. Cô bị văng ra rồi. Con bị tắt cái chơi đúng không? Không sao, con cứ nhìn vào trong cái màn hình của cô là được rồi. Bởi vì nếu mà chơi thì mình cũng sẽ chơi lại những cái câu đấy như thế thôi. Thế là bây giờ mình sẽ gọi là kiểm tra lại những cái câu mình đã sai thôi đúng không? Nào, cái này là từ gì? Nhớ. It is. Remember? No. No. Ok, mình sẽ cùng nhìn những những lựa chọn này là lựa chọn số mấy nhỉ? Cái nào nhỉ? Cô có trả lời đúng câu này không? Cái nào nhỉ? It is pillow. Ok, do you remember? Pillow here. That is the answer. Yeah, ok. Pillow. Cái gối here. Ok. Can you see that? Pillow. Again. Ok. Hello. Very good. Đó. Rồi. Pillow. This is the answer. Next one. This is a... Micro. Very good. Mirror. Ok. Mirror. Hero. Very good. Chính xác rồi. This is a chúng mình có hai cái gọi cho cái này mình có thể gọi là cái gì nhỉ? Sofa. Very good, sofa or một cái gọi khác. Chỗ ngồi. It is a couch. Không. Okay, a couch. Cái ghế, đồ ghế có nệm ấy. Tiếp nào. It is tủ lạnh là từ của nó khá là dài là cái gì nhỉ? Bốn đáp án này là cái nào đây? Cái này đúng không? Từ dài nhất này đúng không? Ok, cô sẽ gợi ý cho con nha. Mình sẽ có hai tên tủ lạnh, mình sẽ có hai cách đọc. Cái thứ nhất là refrigerator. Refrigerator, ok, refrigerator. Và cái thứ hai mình đọc rất dễ thôi, nó chính là fridge. Fridge. Rich. Cách thứ hai mình đọc sẽ rất đơn giản thôi, con chỉ cần gọi nó là
Rich. Đây như thế này. Rich. Like this. Tục lại. Here. We have two ways of saying cái tủ lạnh in English, okay? Mình sẽ có hai cách để nói từ tủ lạnh trong tiếng Anh. Fridge và refrigerator. Okay? So, next one we got here. Cái này là cái lò vi sóng đúng không? Microwave, okay? It is. Yes. Yeah, microwave, okay? Can you say that? Microwave. Microwave. Very good. Next one. This is cái gì nhỉ? Gọi là cái là fire. Gần đúng rồi. Fire gì nhỉ? Lò sưởi. Đúng rồi, lò sưởi. Fireplace. Okay, fireplace. Fireplace. Okay. Can you say that again? Can you say that? Fireplace. Very good. Yep, now. Cái này quá quen thuộc rồi. Nó là cái đèn ngủ đọc là lamp. Very good. Lamp. Lamp. Very good. Lamp. Okay. Cái này là bồn cầu. Quá quen rồi. Nó là toilet. Very good. Toilet. Okay. Here. Next one. And this one is cái bồn tắm là bathtub. Very right. That is bathtub. Bathtub. Very good. Bathtub. Cái bồn tắm nhá. Cái này vòi hoa sen. Cái gì nhỉ? Vòi hoa sen đọc là mình tắm đấy, mình đi tắm đấy. Tắm bằng vòi hoa sen là gì con nhỉ? Nhớ không? Take a gì nhỉ? Take a shower. Nhớ chưa? Take a shower. Đây nhá. Mình có hai cách để nói mình đi tắm này. Một là mình có thể nói là take a shower, có nghĩa là mình đi tắm vòi hoa sen. Và cách thứ hai mình có thể nói là take a bath, có nghĩa là mình tắm bằng cái bồn tắm đấy con ạ. Take a bath. Đó. Tắm bằng bồn thì nói là take a bath, còn tắm bằng vòi hoa sen mình sẽ nói là take a shower. Okay. Okay. Yeah. Rồi. Đó là những cái điểm qua lại những một số những cái từ về đồ dùng gia đình. Bởi vì hôm nay chúng ta bài của chúng ta sẽ tiếp tục đi vào những cái gì nhỉ? Những thứ liên quan đến gia đình. Okay. So, let's see here what we learned today. Thôi, chúng mình sẽ tiếp tục đến với bài ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là our homes. Okay. Lần trước chúng mình đã học một số các từ mới về từ gia đình rồi, về ngôi nhà rồi. Con có nhớ những từ gì không nhỉ? Thứ nhất là mình có cái mái nhà đọc là house. Mái roof. Nhà, mái nhà, roof, đúng rồi. Cái tầng hầm là tầng hầm là tomat. Nhầm rồi. Tầng hầm mình đi tìm hôm hôm đấy mình còn kiểm tra bằng từ đấy đấy, nhớ không? Bắt đầu bằng chữ B. B. Cái gì nhỉ? Base room. Basement, okay, basement. Rồi nhớ phải nhớ từ đấy nhá. Từ đấy sai một lần rồi, thế nên là phải nhất là phải nhớ, rất phải nhớ từ đấy. Càng sai từ nào càng phải nhớ. Basement, tầng hầm. Tiếp là chúng mình còn có từ gì đỡ ra nữa nào? Từ tấm thảm là tấm thảm là nó giống từ tấm bản đồ ấy, nhưng mà nó chỉ thay một chữ cuối thôi. Nhớ từ gì chưa? Mat.
Đúng rồi, Matt. Very good. Matt. Rồi, chúng mình còn từ nào nữa đây? Cỏ. Cỏ là... giống giống cái từ, từ cốc nước ấy, giống cái từ cốc ấy, nhưng mà nó lại thay mất một chữ cái trong đấy. Từ cốc là glass đúng không? Vậy cỏ là... Glass. đúng rồi, grass. Grass đúng không? Cốc là glass nhưng cỏ là grass, ok? Còn lá là... lá là gì? Lá cây. Lá cây là... that is. Giống như kiểu rời, cái từ rời đi ấy. Giống từ rời đi. Leaves, ok? Leaves. Leaves. Rồi, leaves. Đó. Rồi, đó là điểm qua những từ rồi. Cửa sổ là gì con nhỉ? Nhớ từ cửa sổ có chưa? Window. Very good. Rồi. Đó, rất là quen thuộc rồi. Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ khởi động đối với bằng một cái bài nho nhỏ đầu tiên, đó chính là điền từ. Rồi, rất đơn giản thôi. Ok, con sẽ vừa đọc, à vừa điền từ xong vừa đọc lên cho cô nhá. Điền xong rồi đọc lên cho cô nào. Sure, I believe that this one is really easy to you, right? My name is Jack. Yes, very Find good. My my address is 78. 78 Very good. Garden Road. I live in a In a house house, in very good. Greenwich called, well, our home was 6 3. We have got a kitten and living room and a Dining room. It's dining room. dining room. Dining room, phòng ăn. Ok, downstairs, ở bên dưới tầng. Upstairs là bên trên, còn trên tầng, còn downstairs là dưới tầng nhá. Downstairs. Downstairs and two bedroom and a bathroom upstairs. Very good. Ok, you just have one mistake here, ok? All answers are correct. Or answers are correct, but there is one mistake here. Okay, this one. Our home has six. Okay, nhà của chúng tôi có tới 6. 6 cái gì? Con điền là 6 cái cây đúng không? Nhưng mà ở đây cây có số nhiều không? Ở đây cây có số nhiều không? 6 cái thì phải là tree, phải có chữ No. S. Ừ, vậy. Rooms. Rooms, rồi. Very good, rồi. Phải nhìn xem nó có số nhiều không nhá. Chữ tree ở đây nó không có số nhiều đúng chưa? Chỉ có rooms thôi. Mà nhà của chúng tôi mà. Không phải chúng tôi có đâu. Chúng tôi thì mới có 6 cái cây. Còn cái nhà thì phải có 6 cái phòng đúng chưa? Thấy logic hơn chưa? Đúng không? Rồi. Đó. Thấy có vẻ hợp lý hơn rồi đấy. Ok. Nào. Từ cái bài đọc này chúng mình sẽ bắt đầu tiến hành trả lời câu hỏi. Ok. The first question is, what's Jack's family name? Rồi, từ từ trước khi trả lời câu hỏi cho cô nhé. Family name nghĩa là gì hả con? Họ. Đúng rồi, chính chỉ có họ thôi nha. Ừ, chỉ có họ thôi. Full name mới là cả tên cả họ, nhưng family name là mỗi họ thôi. Được chưa? Rồi.
Nhớ nhá, full name là cả tên cả họ, nhưng family name thì chỉ có mỗi họ thôi. Ok, vậy thì what's Jack's family name? Fine. Very good, it's fine, okay? Jack's family name is fine, okay? Question number two. What's the number of Jack's house? What's the number of Jack's house? 78. Mm-hmm. 78, very good. So number three, how do you spell the name of Jack's village? How do you spell? Spell là đánh vần con nhé. How do you spell? C-A-L-L-E-D. Okay. C-A-L-L-E-D. That is called, right? Called ở chỗ này có nghĩa là gọi là con ạ. Có cái, à, chúng tôi sống ở ngôi nhà ở trong một cái làng gọi là well. Vậy thì gọi là well thì cái nào mới là tên? W-E-L-L. Very good. Double E, double L. Okay. Okay. W-E-L-L. Okay. Well. Rồi. Đó. Rồi. Chính xác. Now, okay. Number four. How many bedrooms are there in Jack's house? Bedrooms. Okay, let's see. Where's the information about bedrooms? The information. Huh? Two. Very good, two. Good. Và cái từ khóa trong câu hỏi này là gì con nhỉ? Từ khóa. Bedroom. Chính xác luôn. Rồi, rất tốt. Tiếp nhá, chúng mình sẽ đến với phần thứ hai, đó là phần mà cô nghĩ là vừa là phần mình yêu thích và cũng là vừa là phần rất là thử thách, đó chính là phần listening, bật điền vào ô trống. Ok, chúng mình sẽ nghe và điền từ vào trong các ô trống ở dưới đây nhá. Điền một từ con nhá. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ... Ok, are you ready? Are you ready? Yes. Okay, so let's see. Let's see. Can you do it again? Okay. Bây giờ con có thể điền ra một cái tờ giấy trước, sau đó con điền lại đáp án lại cho cô cũng được nhá. Nhớ là phải điền lên trên đây để cô xem là khả năng đánh vần. Okay. Khả năng ability of your spell, your ability of spelling. Is it improved or not? Okay, let's see. Xem là nó có được cải thiện không nhá. 14B. Our homes. Listen and look. There is one example. Hi, Grandma. Are you happy in your new house? Yes, Ben. It's great. What color is it? It's blue and white. Blue and white? That's nicer than ours. Can you see the answer? Now you listen and write. One. How many rooms have you got? We've only got 6 rooms, but that's okay. Wow, that's a lot. 6 bedrooms? No, we've only got 2 bedrooms upstairs. 2? Oh. 2. And can you give me your new address? I want to send you something. Oh, is it something nice? Yes. Okay. I live in Bank Road at number 56. Number 56? Bank Road. Great. Thanks. 3. And what's the name of the town, Grandma?
My new house isn't in a town, Ben. I live in a village called Sky. Sky? Is that S-K-Y? S-K-Y. Yes, that's right. 4. What's your favorite room in the new house? My kitchen. I love my kitchen. Why? Because it's got a big window, and I can watch my chickens in the garden. 5. What's near your house? There's a river near my house. You can go there and fish. A river? Wow! That's great! See you next weekend, then. Yes. Bye for now, Ben. Okay. Do you want to listen again? No. No, okay. Let's see. Con điền hết đáp án đi nhé. Rồi. No, okay, very good. So let's check, okay? Number one, that is 2, very good. 2. Address 56, very good. Number 3, the name of the village, Sky, very good. Okay, 4, kitchen, good. Và number 5. Okay, how do you spell the river? How do you spell river? R-E-V-E-R. Okay. R-E-V-E-R. Okay. Actually, it is R-I-V-E-R. Okay. R-I-V-E-R. Okay. River. Re từ Y ở chỗ này là Y ngắn còn nhá. River, okay. Rồi mình nhớ nhá. Đó, mình viết ra như thế này, luyện tập thế này thì mình biết là mình hay bị sai cái phần này đúng không? Phần viết chính tả đấy. Okay. Phần nghe của con vẫn rất là ổn đấy, nhưng mà phải chú ý cái chính tả của mình, nhớ chưa? Và để thuộc cái chính tả của mình thì phải làm sao? Phải viết nhiều. Đấy, phải chú ý là học thuộc từ cách kỹ cẩn thận thì mới làm bài kiểm tra mới tốt được. Okay, so now is the time for you to answer the question, okay? So question number one, are there bedrooms upstairs or downstairs? Downstairs. Very good, downstairs. Okay. Oh, it's upstairs, okay. Upstairs là bên trên và downstairs là bên dưới. Okay, đó. Và, oops, sorry. Are there, cô sớm mất đáp án mất rồi. Okay, are there chickens or kitten in the garden? Và có chickens nha. Number 3, when she can't see the chickens, which room is she in? The kitchen. Very good. The kitchen. Rất tốt, chính xác. Rồi, chúng mình sẽ tiếp tục đến với lại một phần luyện tập viết. Ok, tập viết nhá. Và chúng mình sẽ có một cái mẫu ở đây. I live in... Rồi, my address is... blah blah blah, I live in blah blah blah, our room has. Đây là cái bài mẫu để con có thể miêu tả về ngôi nhà của bản thân mình. Và chúng mình có những một số từ ở đây con có thể để ý, đó chính là flat and apartment, okay? Flat và apartment nó đều có nghĩa là căn hộ, đúng chưa? Và flat thì nó là cách dùng của người Anh, và apartment nó chỉ đơn giản là cách dùng của người Mỹ. Đó. Và thường thì từ apartment sẽ được thường sử dụng được thường xuyên hơn là từ flat. Đấy, khi mà miêu tả một căn hộ mà nó kiểu nó đắt đỏ đấy, dùng từ căn hộ mà con,
căn hộ thì nó sẽ là những cái ngôi nhà, thường là nó sẽ là những cái kiểu biệt thự đấy, cái biệt thự hoặc là cái gì đó xa hoa đắt đỏ, nó ở riêng hoặc là nó không chỉ là một cái ngôi nhà, hoặc nó chỉ đơn thuần là một cái căn hộ ở trong một cái khu chung cư thôi chẳng hạn, nhưng nó đắt đỏ thì mình có thể dùng nó là apartment. Ok, đó, và đây chính là cái mẫu là có điểm mô tả về ngôi nhà của mình. Ok, now you can fill in this blank. Mà address, ok, address thì mình sẽ thường bao gồm những thông tin gì con nhỉ? Oh, very good. Ok. Ok, streets. Ok, how can you spell the streets? It is, ok, that is like this. STREET and S, street. Actually, you just got one street here, so you don't have to use an in the plural round, the plural form. Con không cần sử dụng số nhiều ở đây bởi vì nó chỉ có một loại đường là đường tên đường này thôi. Thế là con chỉ cần dùng street này thôi. Đó, nhưng mà spelling phải là T này nhá, không phải S ở đây nhá. Okay, street. Okay, I live in a village, a town, a city, or a countryside. A village là làng. A town là kiểu thị trấn đấy con. Town kiểu thị trấn. City là thành phố. A countryside là kiểu vùng đồng quê. Okay. Okay, you can see that. Where con có thể đánh con chỗ của con ở thì nó là khu vực nào đây? Okay, maybe it's the internet is not constant. Okay, let's see. Rồi chúng mình sẽ quay lại cái bài này của mình nhá. Thì chỗ của con ở. Okay, you live in a house, or your address and your address is 123 Butter Street. Okay, and you live in which one? Con sống ở chỗ nào đây? Village. A town, city, or the countryside? A tower. A town. Okay, very good. Rồi, ngoài ra chúng mình có cái gì nữa đây? Our home has... Okay, con có bao nhiêu phòng đây? Và gồm những phòng nào? We've got a... What? Five. Five rooms. Okay. What are they? Toilet. Toilets. Good. Bathroom. 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 A bathroom. Okay. Bathroom. Phòng ngủ. Okay. How many bedrooms? One. Okay. One. Kitchen. Kitchen, good. That is three. Okay. Hai phòng nữa nào. Toilet, bathroom. Kitchen and bathroom. Okay, bathroom. Bathroom and bathroom. Okay. That is four. Okay. You living said room. Five. Ah, the living room. Very good. Okay. Good. So, what is your favorite food room? My favorite room is living room. Living room. Okay, so why do you like this? It's good. I can watch TV in the You can watch TV, right? Room. You can watch TV here. Very good. Okay, so which channel do you like? Which show, which channel do you like? Có cái chương trình nào hay là một cái? YouTube. What is that? Can you say that again?
cái kênh nào hay là cái kênh nào hay là một cái chương trình gì mà con thích nào? I don't know. That is. What is this? Kênh nào hay chương trình nào mà con thích? Cartoon. Okay, cartoon. Okay, that is Cartoon Network, right? Cartoon Network. Am I right? Is it Cartoon Network or Disney or HBO, something like that? You know that channel? Okay. So there's blah 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 near your home. Okay. Is there anything near your home? Is there anything near your home? Minh ơi, is there anything in your home? No. Có cái gì gần nhà con không? Okay. Is there anything near your home? Có cái gì ở gần nhà con không? No. No. Okay. That's fine. Okay. It's just almost just house, right? Chỉ có những cái ngôi nhà thôi đúng không? Xung quanh thì chỉ có các nhà hàng xóm thôi đúng không? Yes. Okay. So now you will look at the picture and you describe it through by answering those questions. Okay. The question number one, how many windows are there? Okay, can you count it here? Count the number of the windows in the picture. How many windows? Ten. Very good. Okay. And ten. Okay. Chỗ này người ta chỉ gợi ý là điền một con số rồi. Ten. Rất tốt. Number two. How many phones are there? How many phones? Okay. Ah. Here. Okay. It is ten. Okay. Phone ở đây mình không có. Okay. Vậy thì how many phones in your home? How many phones in your home? You don't know? Okay. Okay, so how many floors are there in your home? How many floors? Two. Very good. So have you got a garden in your home? No. No. Okay. So does it have a lift? Cái thang máy á? Of course no. Just thang máy thì thường ở trung tâm thương mại hơn đúng không? Okay, so does it have a stairs? I think yes, right? Yes. So what color is the roof? Roof in your home. It's red. It's red. Okay, good. So, what's in your living room? What's in your living room? Okay, a TV, right? Of course, a TV. Any chairs? Any chairs? A sofa. Okay, sofa, TV, a radio, right? A radio? Table. Table. Oh, good. Table. Table. Lamp. Okay. Good. Lamp. Anything else? Oh, that's all. Oh, that's all. That's all that. Đó là hết rồi đúng không? Okay. Yes. Okay. Rất tốt. Rồi. Rồi chúng mình sẽ có một trò chơi ở đây. Okay. Spell chicken and kitchen. Chicken and kitchen, can you spell that? Con có thể đánh vần từ chicken và từ kitchen không?
Yeah. Mm. Can you spell it for me? Con gà trước hay là phòng bếp trước? À, con gà trước đi. C H I K E E N N. Ừ, rồi N đúng rồi. Đây đây, nó có ở ngay trên đây này. Chicken. Ok. Từ chicken của con gần đúng rồi. Con thiếu một chữ C ở đằng sau chữ Y đấy đây. Đó, còn lại là gần đúng rồi. Đó, chicken. And kitchen like this. K-I-T-C-H-E-N. Ok. K-I-T-C-H-E-N. Kitchen and chicken. Ok. Bây giờ chúng mình có một cái trò, đó là mình sẽ nhìn 6 cái ô này. Sau đó chúng ta sẽ gọi tên của chúng. Rồi, hình tròn con gọi, hình tròn thì mình gọi là hình gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ con nhỉ? Tên tiếng Anh của nó là round. Very good, round. Hình vuông nào? Square. Square, rất tốt. Hình ngôi sao? Star. Very good. Tam giác là? That is triangle. Triangle, okay? Triangle. Ừ, triangle, good. Rồi, ngoài ra chúng mình còn có hai từ rất là lạ ở đây. Rectangle and pentagon. Rectangle nó chính là hình chữ nhật. Ừ, và pentagon đó chính là hình, đây là mấy cạnh đây, 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Mình sẽ có cái hình này gọi là hình ngũ giác. À, ngũ giác hoặc là lục giác. Và có nhiều cạnh trở lên thì mình sẽ gọi hình đấy là hình pentagon. Ok, pentagon. That is kiểu nó là hình... Ừ, nó là hình kiểu đa giác ấy con, đa giác, pentagon, đa giác này, rectangle, hình chữ nhật, square, đó, star, circle, round or circle, that is okay. Round thì thường là người ta sẽ dùng để tả là kiểu cái hình dáng một hình tròn hơn, còn circle nó là hình tròn, đấy, và triangle, tam giác, thôi, đó, okay, here. Now, we can see that we have something here. Listen and write two letters in the different shapes. Two letters. T. Ah, okay. Chicken. Oh, very good. It's chicken. The thought. Okay, we eat in our... Con nhìn vào cái hình này này. Kitchen. Ừ, đúng rồi, chính xác, kitchen. Đó, kitchen. Because we haven't got any dining room in our home. Đó. Rồi. Now, đây chính là một thử thách nhỏ nhỏ cuối cùng dành cho con trước khi chúng mình kết thúc buổi học ngày hôm nay. Can you say it? Con có thể đọc cả cái câu này cho cô được không? Chair the chicken is in king kitchen. Chair eating the chip that king cooked. Quick cat. Cook it. Chair. Okay. Quick cat Charlie. Okay. That is Charlie. Okay. Charlie the chicken is the king's kitchen. Charlie's eating the chips that king cooked. Quick cat Charlie. Okay. The chicken in the kitchen. Okay. Chicken in the kitchen. Đó, đọc nhanh thử là cô nè. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Okay. That is really confusing, right? Rất là dễ dối đúng không? Đây là một bài tô màu thôi. Nothing. Okay. Và bài tập đây, here is your homework. Đây chính là bài tập về nhà của con. You have the home of the dreams. You can choose where it will be. What color it is, how many floors and bedrooms it has got, and what is near. Okay. Con sẽ làm một bài tập có như là con sẽ tưởng tượng ra cái ngôi nhà gọi là mơ ước con. Sau đó, đây là những cái gợi ý ở nó. Địa chỉ nào đây? Con muốn xây nhà ở chỗ nào? Ngôi nhà sẽ có màu gì? Tầng như thế nào này? Số phòng ngủ. Và cái ngôi nhà này con muốn gần đâu? Ví dụ gần biển chẳng hạn nè.
hay là gần sân bay, gần trường học, gần gì đó. Ok, gần công viên. That is your options. Ok, it's optional. Đó là cái phần con mong muốn của con thôi. Vậy thì đó. Sau đó thì đến ngày buổi hôm sau con sẽ ngồi con đọc cho cô nhé. Đọc cô cho cô trước buổi học, ok? Đọc cho cô trước buổi học. Cái ngôi nhà về mơ ước con. Is this okay? Ok. Yes. Thì cô sẽ con có cần chụp lại cái bảng bảng này không? Cái bài tập này không? Hay là con muốn con nghe như thế là con hiểu cần mình phải cần phải làm gì rồi? Hay cô cứ chụp lại nhé, chụp lại cho nhớ nhé. Không. À không cần, không cần chụp lại hả? Ok. Vậy thì con sẽ Vâng. rồi con sẽ nhớ nhá, là mình sẽ có một bài tập là mình tưởng tượng ra cái ngôi nhà mình yêu thích, sau đó là đấy tưởng tượng xem là nó sẽ ở đâu, màu gì, đấy cụ thể chi tiết nó như thế nào, đấy là con sẽ ghi ra rồi hôm sau con sẽ trình bày cho cô. Ok, so now goodbye and see you later. Chúc con có một cuối tuần vui vẻ nhá. Ừ. Ok, goodbye.